Chào mừng các bạn đến với chuyên mục bí quyết phỏng vấn tìm việc của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành cùng các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề hồ sơ phỏng vấn tìm việc bao gồm những gì. Trước khi bắt đầu bài học thì các bạn tham khảo qua các khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với các bài học trên kênh HRVN Academy. Đầu tiên là bạn vui lòng chuẩn bị cho mình một cái cuốn sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng khi bạn xem bài học. Hoặc là bạn có thể sử dụng phần mềm Note trên điện thoại, nhưng mà mình phải chuẩn bị các bạn nha. Thứ hai là hãy chỉnh tốc độ video lên 1.25, tại vì tốc độ nói và tốc độ chia sẻ của mình hơi chậm, cho nên là một số bạn cảm thấy cái trải nghiệm bài học nó không được tốt. Thì mình có thử nghiệm thì các bạn có chia sẻ là chỉnh lên tốc độ 1.25 thì khi bạn nghe, bạn xem video thì thấy trải nghiệm nó tốt hơn. Bạn có thể thử nha. Tiếp theo là khuyến nghị bạn nên xem lại nội dung bài học trên trang web bảngtimviệclam.com để mình có thể nắm được nội dung một cách rõ ràng và đầy đủ hơn. Và bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký kênh ủng hộ HRVN Academy nhé. Mục tiêu của chủ đề bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn ứng viên mới đi làm lần đầu tiên biết một bộ hồ sơ xin việc sẽ bao gồm những gì để có thể chuẩn bị nhanh chóng và tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc. Thì nói về một bộ hồ sơ xin việc, ngày nay để các bạn, như các bạn biết thì để đi phỏng vấn tìm việc, bạn không cần phải chuẩn bị các bộ hồ sơ tìm việc trước như hồi xưa, rồi phải chạy xe hết công ty này đến công ty khác để gửi hồ sơ. Và bây giờ thì bạn chỉ cần gửi ở nhà nè, gửi email hoặc là chỉ comment trên Facebook, Zalo của nhà tuyển dụng. Hay thậm chí là các công ty còn có một cái website có sẵn các trường thông tin để bạn nhập thông tin vào và bấm ứng tuyển là xong, mà không cần phải làm thêm gì hết. Cho nên dẫn đến việc là nhiều bạn khi được phỏng vấn và có kết quả đạt rồi thì lại không biết một bộ hồ sơ xin việc bao gồm những gì, mất bao lâu để có thể hoàn thành nó. Thì bài học ngày hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu những cái giấy tờ có trong một bộ hồ sơ xin việc là như thế nào. Các bạn cùng tham khảo ha. Đầu tiên là đơn xin việc. Thứ hai là sơ yếu lý lịch. Thứ ba là các giấy tờ nhân thân như là chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Thứ tư là giấy khám sức khỏe, bằng cấp. Tiếp theo là các yêu cầu khác của một số công ty. Và cuối cùng là mình sẽ cùng nhau nói về việc là đi phỏng vấn tìm việc á, thì có cần mang theo bộ hồ sơ xin việc hay không. Phần đầu tiên mình cùng nhau tìm hiểu đó chính là đơn xin việc. Đơn xin việc có thể là bạn sẽ viết tay hoặc đánh máy. Nội dung đơn xin việc thì chủ yếu là thể hiện nguyện vọng, mong muốn được ứng tuyển vào một vị trí nào đó mà công ty đang tuyển dụng. Nó thường mang phong cách cá nhân chứ không phải không cần nhất thiết phải theo một cái mẫu chuẩn. Đặc biệt nếu mà bạn có chữ viết đẹp thì có thể viết tay để gây thêm ấn tượng với nhà tuyển dụng. Tuy nhiên trường hợp này chỉ áp dụng một số trường hợp như là bạn cần thể hiện sự chỉnh chu của bạn mà thôi, chứ không cần cứng nhắc là phải áp dụng viết tay các bạn ha. Thông thường đơn xin việc sẽ bao gồm 3 phần. Phần mở đầu thường là sẽ bạn giới thiệu về bản thân và vị trí mà bạn mong muốn được làm việc. Phần nội dung chính thì bạn sẽ nói về lý do bạn quan tâm đến vị trí này, các kinh nghiệm và tính cách nổi bật mà bạn nghĩ là mình sẽ phù hợp với vị trí mà họ đang tuyển. Phần kết thúc thì là lời cảm ơn bạn dành cho nhà tuyển dụng đã đọc qua thông tin tìm việc của bạn và hy vọng là mình sẽ có một cái cơ hội được tham gia phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian đầu tư cho việc viết đơn xin việc này, thì bạn có thể tham khảo các mẫu ở các bộ hồ sơ xin việc có sẵn, đánh máy và điền vào mẫu, hoặc là có thể tải về rất là nhiều trên mạng xã hội đơn xin việc này. Theo cá nhân mình hiểu thì đơn xin việc xuất phát từ bộ hồ sơ công chức nhà nước ngày trước và duy trì cho đến bây giờ.
Thực tế thì thời điểm này các nhà tuyển dụng là các công ty tư nhân cũng ít chú trọng vào cái đơn xin việc này, vì quan hệ giữa nhà tuyển dụng và ứng viên là quan hệ win-win, nên bạn có thể thay thế bằng một CV cá nhân hoặc một thư ứng tuyển thì vẫn có thể được xem là phù hợp các bạn nha. Phần thứ hai là phần sơ yếu lý lịch trong bộ hồ sơ xin việc. Sơ yếu lý lịch là một cái bản tờ khai bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến người xin việc, như các thông tin cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, địa chỉ tạm trú, thông tin về nhân thân của gia đình bao gồm như là bố mẹ, anh chị em ruột, v.v. Sơ yếu lý lịch và CV có một số ít điểm chung liên quan đến ứng viên như sơ yếu lý lịch thì... Nhưng mà trong đó có những cái điểm khác nhau, đó là sơ yếu lý lịch thì lại thiên về các thông tin về lý lịch cá nhân của người tìm việc, bao gồm cả những cái thông tin gia đình. Còn CV thì lại thiên về việc thể hiện trình độ và kinh nghiệm làm việc của ứng viên đó. Sơ yếu lý lịch là một cái loại giấy tờ khá là quan trọng trong bộ hồ sơ xin việc, vì nó giúp xác minh được nhân thân của bạn trước khi bạn vào làm việc cho công ty. Bạn có thể làm một cái bản sơ yếu lý lịch này ở nơi mình tạm trú chứ không cần phải về quê bạn ha. Chẳng hạn như là bạn đang sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể mang chứng minh nhân dân đến Ủy ban nhân dân phường gần nhất để xác nhận mà không cần phải chạy xe về quê làm mất thời gian. Khi đi xác nhận sơ yếu lý lịch thì bạn nên mang theo hai bản, vì thường ở phường sẽ giữ lại một bản. Có một số ít nơi thì họ từ chối xác nhận, bạn cũng đừng lo lắng mà hãy mang sang phường khác. Vấn đề này mình cũng không hiểu quy định chính xác là như thế nào, nhưng mà theo kinh nghiệm thực tế hướng dẫn cho các bạn ứng viên thì mình thấy là như vậy. Bạn không cần phải về quê như lúc nãy mình nói, vừa mất thời gian vừa mất tiền bạc lại lâu nữa ha. Đồng thời trong thời gian sắp tới, khi mà thẻ căn cước công dân gắn chip được phổ cập thì hy vọng là sẽ thay thế được phần sơ yếu lý lịch này. Thực tế thì các doanh nghiệp cũng đã bắt đầu số hóa tài liệu giấy tờ để thành file lưu trữ, giảm tải trong việc bảo quản cũng như là lưu trữ giấy tờ. Cho nên là mình cũng hy vọng là sắp tới thì bộ hồ sơ xin việc của người lao động sẽ được tối ưu nhất có thể. Phần giấy tờ tiếp theo mình phải chuẩn bị đó chính là chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Hai loại giấy tờ chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân hiện tại và sổ hộ khẩu thì khá là đơn giản. Bạn chỉ cần photo và mang đi sao y công chứng là xong. Nếu bạn có hộ khẩu tỉnh thì có thể nhờ người nhà sao y và gửi lên cho bạn. Hoặc là theo mình thì bạn nên có một vài bản sao y công chứng để trong người, khi cần thì mình dùng cho nó nhanh và thuận tiện. Như đã nói ở trên thì một số công ty cũng đang tinh giảm giấy tờ bằng việc là bỏ luôn cả sổ hộ khẩu các bạn ạ, trong một bộ hồ sơ xin việc. Vì hiện tại là như các bạn đã thấy, tình hình hiện tại là chứng minh nhân dân đang được thay thế bằng căn cước công dân, và căn cước công dân này cũng đã tích hợp đầy đủ các thông tin của sổ hộ khẩu. Và phần giấy tờ tiếp theo đó chính là giấy khám sức khỏe. Nếu mà công ty bạn không yêu cầu đặc biệt thì bạn chỉ cần khám ở trạm y tế phường xã là được rồi, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí, vì chỉ có một vài thông số cơ bản như chiều cao, cân nặng, nhịp tim và một số chỉ số khác, và xác nhận là bạn có đủ sức khỏe để đi làm là được. Để có thông tin về giấy khám sức khỏe có yêu cầu đặc biệt hay không thì bạn có thể hỏi nhà tuyển dụng khi bạn đạt phỏng vấn. Tuy nhiên có một số công việc thì lại yêu cầu cao về tình trạng sức khỏe, như là phải có các chỉ số chuyên sâu như là chỉ số máu, nhịp tim, nước tiểu, tiểu sử các bệnh truyền nhiễm, v.v. Thì bạn phải vào từ bệnh viện cấp huyện trở lên giùm mình nha. Thường bạn sẽ mất thời gian khoảng một buổi đến một ngày để hoàn thành cái giấy khám sức khỏe này. Cũng lưu ý là một số bệnh viện họ thường quên đóng mộc đỏ trên giấy khám sức khỏe, cho nên khi mà khám xong nhận thì nhớ kiểm tra lại. Để không mất thời gian chạy lại để xin lại cái đóng dấu. Tiếp theo là về bằng cấp. Bộ hồ sơ xin việc thường sẽ yêu cầu
một cái bằng cấp sao y bản chính và các chứng chỉ về các khóa học hoặc là trình độ chuyên, các giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn của bạn. Nếu bằng cấp của bạn là song ngữ thì bạn phải đi dịch và ghé các phòng công chứng cấp huyện, cấp quận trở lên thì mới có thể sao y được. Một số vị trí không yêu cầu bằng cấp thì bạn không cần phải chuẩn bị phần này. Thực tế thì các công ty cá nhân cũng đang khá cởi mở trong việc yêu cầu bằng cấp. Tuy nhiên đặc thù một số chuyên ngành là bắt buộc có bằng cấp vì nó liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn và tính pháp lý. Mình ví dụ như là nghề nghiệp giáo viên, bác sĩ, thợ điện, v.v. Các yêu cầu khác trong hồ sơ xin việc. Các bạn lưu ý nha, bộ hồ sơ xin việc thì thường sẽ phải có công chứng xác nhận của địa phương nơi bạn đang tạm trú hoặc là thường trú. Và thời gian xác nhận trên giấy tờ này thì thường là không được quá 6 tháng tính từ lúc mà bạn nộp hồ sơ cho công ty. Ngoài ra, ngoài các yêu cầu trên thì một số công ty sẽ yêu cầu bạn một số thông tin khác như là phải có ảnh 3x4, giấy khai sinh, lý lịch tư pháp, v.v. Không còn cách nào khác là bạn phải làm theo yêu cầu của công ty mà bạn ứng tuyển, vì có thể quy trình và quy định của công ty họ là như vậy. Đi xin việc thì có cần phải mang theo bộ hồ sơ xin việc không? Đây là một câu hỏi mà nhiều bạn ứng viên băn khoăn và không biết chính xác là như thế nào. Đầu tiên là có một số công ty họ đưa ra đây là yêu cầu bắt buộc các bạn ạ. Thì nếu bạn chấp nhận thì bạn phải mang theo yêu cầu của họ mà thôi. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của mình nha, là khi bạn đi phỏng vấn tìm việc thì thường bây giờ thì các công ty sẽ không yêu cầu mà bạn mang bộ hồ sơ xin việc này. Có một số công ty bắt buộc như mình đã nói ở trên thì bạn có thể dùng bản photo. Tuy nhiên là theo mình, khi mà bắt buộc ứng viên đi phỏng vấn mang bộ hồ sơ công chứng bản chính thì đây là một cái quy định cứng nhắc, bởi vì khi bạn phỏng vấn mà không đạt thì chắc chắn họ sẽ không trả bộ hồ sơ này lại cho bạn đến 99%, một số ít thì công ty mới trả lại cho bạn. Điều này gây lãng phí tiền bạc của xã hội, theo mình là như vậy. Thông thường thì các công ty khi phỏng vấn sẽ yêu cầu bạn chỉ cần mang theo cái CV mà thôi, tại vì trên đó nó thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân, cũng như là những cái kinh nghiệm làm việc chi tiết của bạn, và có mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin của bạn có đúng sự thật hay không. Hoặc là một số công ty tòa nhà thì yêu cầu phải có chứng minh để vào cổng. Công ty sẽ thu bộ hồ sơ xin việc bản chính có công chứng sau khi bạn đã đạt phỏng vấn và xác nhận offer letter, tức là thư nhận việc và nhận việc chính thức. Trên đây là một số chia sẻ với các bạn về một bộ hồ sơ xin việc bao gồm những gì. Chúc các bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm bộ hồ sơ xin việc và có một cái công việc như ý. Mình chuyển qua phần thực hành bài học. Thì bạn đã nắm được một hồ sơ xin việc như thế nào rồi, thì bạn thấy là có một số giấy tờ nó cần thời gian, ví dụ như sổ hộ khẩu bạn phải cần từ dưới quê gửi lên chẳng hạn, có sẵn thì nó sẽ nhanh. Hoặc là trường hợp là giấy khám sức khỏe thì bạn phải mất từ nửa buổi đến một ngày, cho nên khi đã biết rồi thì bạn hãy cân đối các loại giấy tờ nào cần làm trước làm sau, để đảm bảo hoàn thành và không mất nhiều thời gian. Và bây giờ mình cùng nhau nhắc lại nội dung chính của chủ đề ngày hôm nay. Một bộ hồ sơ xin việc bao gồm những gì? Đầu tiên là đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân và hộ khẩu, giấy khám sức khỏe, bằng cấp, các yêu cầu khác. Và mình cũng đã cùng nhau nói qua về việc đi phỏng vấn tìm việc thì có cần mang theo bộ hồ sơ hay không. Cái này thì tùy quy định từng công ty, nhưng theo mình thì chỉ cần mang theo cái CV là đủ rồi các bạn ha. Và chủ đề tiếp theo mình sẽ cùng nhau tìm hiểu đó chính là cách tạo CV phỏng vấn xin việc một cách đơn giản. Để có thể nắm được cái chủ đề này nhanh chóng thì bạn hãy xem, đọc qua chủ đề này trên website bảngtinviệclam.com, tìm hiểu thêm các thông tin đa chiều từ Internet và đừng quên đón xem video sắp ra mắt để so sánh lại được những kiến thức đã tìm hiểu trên kênh HRVN Academy các bạn nhé. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chủ đề ngày hôm nay, hãy để lại comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất.
Và cuối cùng, đừng quên đăng ký kênh HRVN Academy để ủng hộ cũng như là nhận những bài học mới nhất. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề tiếp theo.